Cũng tại bang Geneva Thụy Sĩ, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng nhịp cầu kinh doanh Việt Nam Thụy Sĩ SVBG và Phòng Thương mại Công nghiệp và Dịch vụ bang Geneva CCIG tổ chức buổi tọa đàm với tiêu đề Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính Tương lai, sự kiện có sự tham dự của bà Lê Thị Tuyết Mai, đại sứ đặc mệnh toàn quyền, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva. Ông Vincent Sopilia, giám đốc CCIG, cùng đại diện các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế, ngân hàng, quản lý tài chính, công nghệ cao, luật và tư vấn đầu tư tại bang Geneva các đại biểu tham dự tọa đàm đã thảo luận về khung cơ chế pháp lý hình thành trung tâm tài chính quốc tế trao đổi sự quan tâm đến việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào việt nam nói chung và thành phố đà nẵng nói riêng đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng fintech đổi mới sáng tạo thương mại điện tử ông vise sobilla giám đốc ccig cũng đưa ra đánh giá khuyến nghị đối với thành phố đà nẵng trong định hướng xây dựng trung tâm tài chính trong tương lai nhấn mạnh sự cần thiết của khung pháp lý minh bạch linh hoạt để khi trung tâm tài chính đi vào hoạt động sẽ đảm bảo những việc tương thủ pháp luật của nhà đầu tư cũng như sự an toàn trong việc bỏ vốn vào triển khai dự án của nhà đầu tư phát biểu kết luận tọa đàm phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đánh giá cao và cảm ơn ý kiến phát biểu đóng góp của các đại biểu bày tỏ mong muốn sẽ được đón tiếp các doanh nghiệp thụy sĩ đến thăm và nghiên cứu cơ hội đầu tư kinh doanh tại thành phố và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp tại thụy sĩ nói chung bang geneva nói riêng thực hiện những dự án đầu tư kinh doanh tại đà nẵng mong muốn các cơ quan đại diện tham dự tọa đàm sẽ hỗ trợ chia sẻ thông tin quảng bá rộng rãi môi trường đầu tư kinh doanh và tiềm năng phát triển của thành phố đà nẵng đến cộng đồng doanh nghiệp tại bang geneva nói riêng và thụy sĩ nói chung